Dạ vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh video tút của máy phát điện Xuân Trường chúng tôi. Hôm nay là ngày 13 tháng 7 năm 2022 thì bên mình có về được một lô máy gồm 6 con. Đó, Zanma IDG 200VS, 250VS, 300VS. Đó thì như quý vị cũng đã biết rồi thì tất cả những cái dòng VS hiện nay đó là dòng 200 này, 250, 300VS, 350VS nó là những cái dòng máy đời cao nhất hiện tại của máy Zanma thùng cách âm máy dầu nhé mọi người nhé. Đó, và cái ký hiệu của nó là cũng như gần như là máy cao nhất những cái hệ bây giờ là đời S này, SS à, SS này, S xong bây giờ là đến VS. VS thì nó ký hiệu cho cái đời cao nhất của máy Zanma IDG hàng VS nhé mọi người nhé. Thì hôm nay thì mình sẽ đi vào chi tiết những cái con máy 300VS, 200VS, 250VS cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Thì một cái lô này, một cái công hàng này mình về được 50 con máy. Đó là gồm bao gồm từ 200VS cho đến 350VS nha mọi người nhé. Thì anh em nào có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0963638495 hoặc là kết bạn Zalo với mình qua số điện thoại là 0963638495. Đó thì mình sẽ trực tiếp là quay video và báo giá tết tải cũng như là mọi thứ cho mọi người khi mà mua hàng ở bên mình nha mọi người nhé. Thì hàng của bên mình thì mình những cái hàng máy dầu này thì mình nếu mà trong phạm vi khoảng độ 100 đến 150 km trở lại thì mình sẽ ship tận nhà và lắp đặt cho mọi người. Còn cái phạm vi bán kính ở trên 200 km thì mình sẽ hỗ trợ mọi người cái phí ship nha mọi người nhé. Thì thôi thì sau đây thì cũng không đợi lâu nữa thì mình sẽ đi vào những cái dòng máy này luôn cho mọi người. Thì đối với cái con Zanma 200VS thì nó chạy bằng đầu nổ L48 thì nó phải nói là nó cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Một lít dầu của nó có thể chạy từ 2 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng. Đó, và bao cho anh em chạy cái con Zanma 200VS là một chiếc điều hòa 9000 cùng với lại quạt bóng TV, tủ lạnh, điện thắp sáng trong gia đình. Đó, còn cái con 300VS thì 250VS trước nha mọi người. 250VS thì nó chạy bằng đầu nổ L70V5 thì cái con đấy thì 1 lít dầu của nó có thể chạy được khoảng độ 2 tiếng cho đến 2 tiếng 20 phút. Đó thì như cái con đấy thì bao cho anh em chạy là một cái điều hòa 12.000 cùng với lại quạt bóng TV, tủ lạnh, điện thắp sáng trong gia đình. Đó, còn riêng cái dòng 300VS thì bao cho anh em chạy là nó chạy bằng đầu nổ L70V5 thì cũng như giống như cái con Zanma IDG 250VS. Và nhưng mà nó khác hơn cái phần công suất, đó là khác hơn chênh lệch nhau mất 500W. Thì cái dòng Zanma IDG 300VS này thì nó có thể chạy cho mọi người là hai cái điều hòa 9000 cùng với lại quạt bóng TV, tủ lạnh, điện thắp sáng trong gia đình, hoặc là một cái điều hòa 12000 và kết hợp thêm một cái điều hòa 9000 đó nha mọi người nhé. Thì thôi sau đây thì mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa thì mình sẽ đi từ cái con 300VS này cho đến cái con cuối cùng kia. Thì anh em nào có nhu cầu thì mọi người kia cứ báo đánh dấu số cho mình 1 2 3 4 5 6. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp với mình qua số điện thoại. Thì đợt này thì gần như là những cái dòng máy này mình về thì cho anh em là nó thuộc cái dạng phân khúc tầm tiền. Đó, kết là phù hợp với lại tất cả các mọi cái gia đình. Đó, ai cũng có thể sử dụng được. Và với cái tình hình giá xăng dầu hiện nay thì mọi người nên là sắm cho mình một con máy dầu về cái gia đình thì mình dùng nó sẽ, thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm hơn, và cái độ bền bỉ thì nó sẽ, đương nhiên rồi, độ bền bỉ của máy dầu thì nó sẽ hơn máy xăng rất là nhiều. Đó, thì sau đây mình sẽ đi vào chi tiết một con Zanma IDG 300VS cho mọi người xem. Trước tiên là đi vào cái con Zanma IDG 300VS màu đỏ này nhé mọi người nhé. Đó, thì trước tiên là quay bình dầu trước đi. Bình dầu thì tất cả những con này nó rất là đẹp này. Mọi người nhìn cái từ cái xăng này. Đó, đó, về phần vỏ ngoài và phần máy thì nó cũng không được xuất sắc cho tất cả như những cái con mà 35 40 triệu đâu. Thế nhưng mà những cái con này là phân khúc tầm tiền tầm 30 triệu trở về nhé mọi người nhé. Tất cả những con này là giá 30 triệu trở về nhé mọi người nhé. Đó, và giá luôn cho anh em nó là như vậy đây. Thứ nhất này, mặt bằng cáp lô này, đó. Mọi thứ vẫn còn nguyên si. Đó, đây là phần bên trong máy này. Đó, cái phần này là cái bình ắc quy mọi người. Nhiều anh em thắc mắc bảo là sao lại nó lại cái phần đế này nó lại dỉ như thế. Đó là cái phần này á, là mình để cái bình ắc quy khi mà đi lại thì cái bình ắc quy nó sóc sánh cái axit ra. Đó, và nó vào những cái khe này thì nó sẽ gây lên cái hiện tượng dỉ này nhá mọi người nhá. Đó. Đó, đây là cái con Zanma IDG 300VS nhất. Đó, mình sẽ quay qua cho mọi người xem. Bởi vì là đang bận một cái công hàng nên là lát nữa thì sẽ quay qua cho anh em xem. Đó, đây là con thứ hai này, Zanma IDG 300VS này. Đó,
Đây bên trong con này thì nó không có bình ắc quy nên là nó không bị sánh gì ở đây. Nên còn con kia thì bình ắc quy nó sánh gì và nó hỏng rồi, nên là mình cũng đã bỏ đi rồi. Đó, thì đây, đây mình sẽ quay vào chi tiết máy móc. Dĩ nhiên là máy móc cho đến mọi thứ thì nó không thể đẹp như những cái con 35, 40 triệu được. Nhưng mà con này nếu mà phân khúc tầm tiền giá rẻ dưới 30 triệu thì gần như là gia đình nào cũng có thể sắm cho anh em được một về nhà một con rồi. Đó, cái mức cái đồng hồ giờ nhé, nghe đồng hồ giờ đây mọi người nhé. Đó, tuy là máy nó xấu đấy nhưng mà tất cả những cái giờ giấc này đó thì nó đều chạy dưới 1.000 giờ. Đây mọi người có thể nhìn này, nó hiển thị qua cái những cái đồng hồ vôn này, đồng hồ vôn nó còn rất là sáng này. chìa khóa zin luôn nhé mọi người nhé. Đó, đây là hai con nhé, hai con Zanma 300VS này dưới giá dưới 30 triệu nhé mọi người nhé. Đó, đây còn con 200VS này, đó 200VS đó. Con này chạy được là 656 giờ này. Đó, đây và bên trong này. Con này thì còn bình ắc quy nguyên nhé mọi người nhé. Đây mọi người nhìn thấy này, nó sánh hết ắc quy ra cái miệng này vào đây. Nó xoánh xuống dưới này lên là cái này, cái đế để bình ắc quy. Gần như là những con nào còn bình ắc quy thì nó sẽ bị dỉ hết, dỉ xét hết. Đó, còn đây mình sẽ quay chi tiết bên trong này. Bên trong này mọi người nhìn máy móc này, củ đề của cái dòng, những cái dòng Zanma hàng VS này thì đương nhiên rồi, củ đề của Hitachi nhé mọi người nhé. Đó, bánh xe này, nó bánh xe mọi thứ nó vẫn còn nguyên zin luôn. Đó, made in Japan. Đó, đây chuyển sang con thứ hai này. Đấy, con thứ hai của cái sang con thứ hai của cái con 200VS và cái con thứ tư từ đầu cái về nhé mọi người nhé. Đó, đây. Đây bên con này thì đẹp xuất sắc luôn nhé mọi người. Đó, con này thì từ cái lốc máy này cho đến mọi thứ nó đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Từ máy móc cho đến mọi thứ. Đó. Đó. Đẹp mát cho đến mọi thứ còn đẹp zin xuất sắc luôn. Đó, con này chạy được 434 giờ này. Đó, đồng hồ này là cái đồng hồ này khi mà vận chuyển công thì nó bị vỡ nên là mình thay cho nó một cái đồng hồ hàng xịn luôn nhé mọi người nhé. Đó, đồng hồ luôn là 220V. Đó, mình xe này. Đó, con này thì mình bán rồi. Cái con này hàng 200VS này anh Lợi ở Cẩm Khê, Ngô Xá Cẩm Khê Phú Thọ đặt rồi. Còn con này thì mình cũng đã bán rồi. Con này thì về trại giam Tân Lập Hạ Hòa Phú Thọ thì mình cũng bán rồi nhé mọi người nhé. Hai con này thì mình bán rồi thì mình để vào đây ấy thôi. Ở đây thì bây giờ mình sẽ đi đây sẽ đi vào chi tiết này. Đó, lắp bình dầu này. Nó còn gần như là sáng này, sáng. Rất là sáng đây. Rất là sáng luôn. Đó, cái con này gần như là con 200VS này con đẹp nhất. Nhất trong phân khúc luôn. Đó. Đó, đây thì mình sẽ quay về mặt đằng sau nhé mọi người nhé. Đó. Đó, với cái giá trị máy tầm tiền của hàng 300VS này, dưới 30 triệu này. Đó, và báo giá luôn này, cái hai cái con 200VS này dưới 20 triệu nhé mọi người nhé. Dưới 20 triệu. Đó. Còn hai con này thì mình bán rồi, con này thì mình đã bán 21 triệu về Ngô Xá Cẩm Khê rồi. Con này thì mình bán 33 triệu về trại giam Tân Lập rồi. Thì đây. Đó thì vừa nay mình đã quay chi tiết cho mọi người xem một cái bốn cái con, sáu cái con Zanma IDG 300VS rồi là 200VS, 250VS cho mọi người xem. Thì anh em nào có nhu cầu thì hãy liên hệ sớm với mình, có số điện thoại là 0963638495 để chốt về cho gia đình một con máy đẹp nhất trong gia đình, và hai nữa là để với cái độ tiết kiệm mình, nó tiết kiệm nhất cho gia đình mình nhé mọi người nhé. Đó thì thôi, sau đây thì mình sẽ phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ mình trong suốt cái thời gian vừa qua. Thì hôm nay thì mình quay qua một chút thôi. Thứ nhất là bận việc là hôm nay có cái hàng công máy nó về. Đó thì mình hạ xuống thì hẹn anh em một cái ngày gần nhất, đó là khoảng độ 3-4 ngày nữa. Đó thì mình sẽ lên một tiếp theo một cái lô máy như thế này nữa cho mọi người, và lên một cái lô máy không xăng nhé mọi người nhé. Đó thì khi trước anh em cũng rất nhiều anh em dặn hỏi là anh ơi thì bao giờ có cái máy không xăng giá rẻ thì lên sóng cho mọi người và những cái gia đình xem. Đó thì đây thì tới hẹn mọi người một ngày gần nhất khoảng độ 4-5 ngày nữa thì mình sẽ lên sóng một cái video và báo giá luôn cho mọi người cái lô máy không xăng giá rẻ đấy cho mọi người nhé. Thì thôi, sau đây thì mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã quay trở lại về xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Xin chào và hẹn gặp lại, và đừng quên là nhớ đăng ký
kênh của mình, và hãy like và chia sẻ cho những người anh em và bạn bè cùng biết nhé mọi người nhé. Thì anh em là có nhu cầu thì cứ nhắn tin hoặc là liên hệ trực tiếp với mình có số điện thoại 0963638495, hoặc là muốn xem ảnh máy chi tiết rồi test tải thì kết bạn Zalo với mình có số điện thoại là 0963638495 nhé mọi người nhé. Và sau đây mình xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong thời gian tiếp theo. Xin chào.